Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Cái giá của sự tham lam. Có một vị thư sinh nọ vừa đỗ thủ khoa kỳ thi tú tài. Bạn bè thấy vậy bèn cổ vũ anh ta thi quyền quý để mở rộng con đường công danh. Thời buổi loạn lạc thế này, nếu mình là một võ quan thì chắc chắn sẽ được trọng dụng, phải đăng ký thi ngay mới được. Bài thi hôm nay dễ quá. Cái chức huyện quý quan võ sắp sướng tên mình rồi. Để bắt tay vào công việc dễ dàng, chi bằng mình đi tìm mấy cuốn sách về huyện quý xem trước ha. Chào cậu, chẳng hay cậu muốn tìm loại sách gì? Phiền ngài chỉ giúp tôi mấy cuốn sách về huyện quý. Cậu đi về kệ phía tay trái. Đây là những cuốn sách về huyện quý được lưu truyền từ nhiều thời trước, một loại tài liệu hiếm có đó, cậu xem thử nhé. Ôi, nhiều tiền quá. Đúng là lòng tham làm vấy bẩn cả một tài năng, thật đáng xấu hổ. Ôi, tên tôi đây rồi nè. Đổ đầu hẳn hoài nha. Thôi chào anh, tôi phải đến phủ thái quý chào hỏi và nhậm chức đây. Thưa, tôi là Trần Vượng, người đổ đầu kỳ thi tuyển chọn huyện quý vừa rồi. Phiền anh bẩm báo với ngài thái quý giúp tôi, để tôi được diện kiến và tiến hành nhậm chức. Anh có nhớ về cái túi tiền hôm ở tiệm sách không? Sao anh biết? Không phải tôi biết, mà là thái quý đã nhìn thấy. Cái gì cơ? Thái quý nói rằng chỉ có một túi tiền nhỏ mà anh đã dễ dàng nảy sinh lòng tham. Thế thì khi anh làm quan phụ mẫu, liệu dân chúng phải sống như thế nào? Ngài ấy nói đã tước tư cách làm quan của anh rồi, cho nên anh hãy về đi. Chỉ vì lòng tham trước mắt mà mình đã đánh mất cả tương lai rồi. Sống ở đời nên nhớ, cái gì của mình sẽ là của mình. Đừng tham lam những thứ không thuộc về mình. Lòng tham sẽ khiến ta phải trả giá lớn hơn những gì chúng ta tưởng.